siêu đãi nhân dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Hà giới thiệu các bạn một gói combo đầu và màn karaoke Việt Khai giá cực kỳ ưu đãi chỉ 14.500.000. Đây là đầu karaoke Việt Khai Rồ, được thiết kế với tông màu đen và một cái đường viền màu xanh nhỏ gọn và sang trọng. Thì tương tự như các đầu karaoke khác, Việt Khai nó cũng có những cái cổng kết nối như là HDMI nè, Vega, USB vân vân. Tiếp theo là màn hình cảm ứng Việt Khai với kích thước là 22 inch và tông màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng gold tạo nên vẻ sang trọng. Và đặc biệt hơn là có cốp kính cường lực chống va đập. Để trong quá trình khách hàng mà có sử dụng có va đập nhẹ thì nó hạn chế nứt bể. Thiết kế phần chân là hình vòm bằng kim loại, tạo một cái độ nghiêng vừa phải để khi trong quá trình chúng ta sử dụng màn hình thì nó sẽ dễ dàng chúng ta chọn bài hát hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ test độ nhạy của màn hình cảm ứng và tốc độ xử lý khi chọn bài hát của đầu karaoke Việt Khai này nhé.